Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Quất khuyển của Việt Nam ha, một trong bốn dòng chó quất khuyển của Việt Nam, chó hơ mông cọc ha, nghe là biết là nguồn gốc từ hơ mông rồi. Dữ của đồng bào. Thân dữ của đồng bào. Các bạn thấy có những cái dòng xoáy xoáy này mình bước vô trong được không ta? Dạ được. Không... em Đức hơi ớn ớn. Cũng được. Hơi hơi thấy cũng được. Không có gì nguy hiểm hết. Nó thần dữ của mà. Tên đang dây á, đang vui á. Xích thố. Ồ, tên hay quá. Ngựa xích thố ha. Đó. Ý như con cọp luôn. Thần hơi sợ. Thần hơi chưa tự tin lắm. Dễ thương luôn. Liếm miếng. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, tiếp theo đây anh Trúc sẽ giới thiệu với mình một cái dòng chó quất khuyển của Việt Nam ha. Một trong bốn dòng chó quất khuyển của Việt Nam. Đây là dòng chó chó gì anh? Chó cọc. Chó hơ mông cọc. Chó hơ mông cọc ha. Nghe là biết nguồn gốc từ hơ mông rồi. Nãy anh nói cái này là cái gì của đồng bào quên rồi ta? Nói này là thần dữ của đồng bào. Thần dữ của đồng bào. Anh em lên dùng đó là sẽ gặp những bạn này ha. Nhưng mà nó có mấy màu anh? Màu vện này em thấy ấn tượng quá. Nó có màu vện, màu vàng. Nếu mà những là tiêu chuẩn trong cái hiệp hội chó giống Việt Nam á thì được. Người ta hiện tại người ta đang chứng nhận giống cho những cái màu ví dụ như màu vện này. Dạ. Vện nhưng mà vện là phải vện trên nền vàng. Vện trên nền vàng thì mới được chứng nhận giống. Còn ví dụ như vện mà vện vện đỏ chẳng hạn. Vện mà trên nền lông màu đỏ thì lại không được. Dạ. Như bé này là vện trên nền lông vàng. Dạ, là hai bé này đều là đạt cái tiêu chuẩn để chứng nhận giống. Thì như cái bé đực này á thì vừa rồi là chứng nhận giống là F0. F0 luôn. Thế hệ đầu tiên. Thế hệ đầu tiên luôn là thuần chủng luôn á. Thực ra thì gọi là F0 thôi, còn thuần chủng thì nó còn phải lọc qua rất là nhiều đời nữa cơ. Đó, còn ví dụ như cái bé cái kia là được thế hệ F2 rồi. F2. Dạ. F0 xong tới F1 xong tới F2. Thì bé này là F2. F2. Dạ. Mà cái vện của nó y như con cọp luôn ha. Dạ. Cái vện lên tới trên mặt luôn kìa. Trên mặt các bạn thấy có những cái dòng xoáy xoáy này mình bước vô trong được không ta? Dạ được. Dòng này thì nó cũng không ấy nhưng mình em Đức hơi ớn ớn. Hello con, đâu hửi hửi cái coi đánh hơi coi quen không? Cũng được, hửi hửi thấy cũng được. Không có gì nguy hiểm hết. Nó không. Mấy đứa bên trại thì em đang huấn luyện cho tụi nó theo cái kiểu là dòng chó thân thiện là chính, tại vì mình nuôi rồi mình nhân giống. Cái thứ hai là mình còn muốn cho tụi nó đi tham gia mấy cái dog show ấy. Dạ. Đấy thì cần phải nuôi thân thiện. Chứ còn nếu mà đúng nguồn gốc mà cái dòng này chẳng hạn mình nuôi đi là nó giữ nhà ghê lắm. Nó thần giữ của mà. Đấy. Còn đang nhây á, đang vui á. Có khi đợt tới ở Nam Ngôn Farm á, các bạn có biết nhà mình cũng nuôi rất là nhiều những cái bạn chó để giữ nhà. Và các bạn đó cũng gọi là cuối mùa già cũng nhiều năm rồi. Cho nên là có thể cái đợt chó tới mà mình đem về Nam Ngô Farm để mình nuôi, có thể mình sẽ liên hệ với anh Trúc để coi như là tìm kiếm vài bé chó hơ mông cọc này về để mình gầy cái đàn cho giữ cái nhà ở Nam Ngô Farm ha. Mấy bạn chó nhà thì nó hơi già quá rồi. Cái mặt của nó phải nói là cái thần thái của nó là đúng là giữ nhà luôn các bạn. Có nghĩa là mình đó, nãy giờ chúng ta vô đây chúng ta tương tác thì chúng ta thấy nó cũng khá là thân thiện. Do cái tiêu chí nuôi của anh Trúc ảnh vừa chia sẻ là nó sẽ thân thiện để nó đi những cái dog show ha. Nhưng mà cái gọi là cái bản năng gốc của nó là giữ nhà. Mệnh danh của nó là thần giữ của người dân tộc. Cho nên là cái việc mà giữ nhà sẽ rất là tốt luôn. Các bạn thấy cái form dáng của nó nhìn là biết nó lanh lẹ ha. Ủa cái anh lấy cái này cái đuôi nó không có đuôi. Và cái này là do đấy. Mình cắt thì, hay là tự nhiên nó vậy anh? Nó tên là cọc á, có nghĩa là hay còn gọi là cụt á. Thì ví dụ như là nó đuôi của cái dòng này nó sẽ có nhiều dạng đuôi. Ví dụ như cái con này chẳng hạn thì nó đuôi nó sát tịt luôn. Thì người ta gọi là cọc tịt. Còn có những cái bé thì nó sẽ đuôi nó sẽ dài hơn một chút xíu. Nó gọi là cọc thỏ. Cọc thỏ. Cọc thỏ với cọc tịt thôi. Dạ. Rồi có cọc lửng thì cái đuôi nó tầm dài khoảng chừng 10 nó mà quá 15 cm ấy, thì
thì có nghĩa là lỗi. Loại. Yeah. Còn mà nó dưới 15 cm mà nó trên khoảng chừng 50 á, trên 50 dưới 15 là cọc cọc lửng. Cọc lửng. Yeah. À. Cái cọc tiệt này chắc là gọi là quý nhất. Không, nếu mà cái dòng đuôi của dòng chó này mà đẹp nhất ấy, là giống cọc thỏ. Cọc thỏ à, hơi lú gần chút thôi. Dạ, nó đúng rồi, nó có một tí chút xíu. Nhưng mà cá nhân của mình nha các bạn, mình thích là cọc tiệt luôn các bạn. Mất tít luôn. Rồi, nhìn nó thường thường cái đuôi của những cái loài động vật là nó mang giống như là một cái giữ thăng bằng á ta. Thì cái con chó này nó không có đuôi luôn thì nó có ảnh hưởng gì cái việc di chuyển đó không ta? Hay là cái cấu tạo khung xương của nó đã chuẩn bị cho việc này rồi? Cái đặc trưng của dòng giống chó này là nó như vậy rồi, nên là cái đuôi thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Dạ. Anh Trúc có thể liệt kê ra những cái tiêu chuẩn của cái dòng chó cọc này mà khi mà được công nhận cái tiêu chuẩn thì nó bao gồm những cái đặc điểm nào không anh? Ví dụ như trường hợp dòng chó này thì nó cũng có những cái tiêu chuẩn, ví dụ như chiều cao, cân nặng. Dạ. Đó, thì nó là nằm trong cái bảng tiêu chuẩn của do Hiệp hội Chó giống Việt Nam người ta quy định. Dạ. Đó, thì ví dụ như cái dòng chó cọc chẳng hạn, cao trên 55 cm thì sẽ bị loại. À. Đó. Là từ dưới chân lên tới lưng luôn. Dạ đúng rồi, từ dưới chân lên tới cái phần lưng này. Trên 55 là sẽ không được chứng nhận giống. Dạ. Yeah. Rồi chiều dài nó sẽ tỷ lệ cái đầu thủ chẳng hạn. Ví dụ như cái chiều rộng của gốc tai rồi chiều dài tai. Dạ. Yeah. Chiều dài của cái mõm đó. Dạ. Chiều dài mõm rồi cái độ nở của cái thủ. Ví dụ nó không đủ độ nở thì nó cũng sẽ không được đạt chứng nhận giống. À. Yeah. Rồi cái màu lông, ví dụ như ở chỗ cái màu lông của cái màu này là trường hợp như màu trắng này. Dạ. Là sẽ không được chứng nhận giống này. Dạ. Rồi cái màu màu vện đỏ. Vện đỏ. Dạ, vện mà trên nền đỏ. Dạ. Là cũng sẽ không được chứng nhận giống. Dạ. Còn ví dụ như có nhưng mà cái màu nâu đỏ chẳng hạn. Đó, thì như cái bây giờ là cái màu mắt mà nó sáng quá. Yeah. Trong cái khung bảng mắt nó sẽ có chia ra là từ 1A đấy, tới 5B hay sao ấy, 5B. Thì nếu mà màu mắt mà sáng hơn màu mắt 4B ấy, yeah, thì sẽ là loại luôn. Không đạt chứng nhận giống. Yeah. Yeah. Mình ấn tượng với cái bố cục của cái vện ở trên cái người của cái bạn chó cọc này các bạn. Bạn này tên là Xích Thố. Xích Thố, ồ tên hay quá. Ngựa Xích Thố ha. Đó. Y như con cọp luôn. À. Vện lên tới mặt luôn nè. Hello con. Hello. Xích Thố. Hồn. Nó rất là hiền hả các bạn. Nhưng mà tại vì chúng ta lần đầu gặp mặt nhau cho nên là cũng hơi giật mình chút xíu. À, nhưng mà hiền. Bạn này được mấy tuổi anh? Bạn này hơn 2 tuổi. Hơn 2 tuổi rồi. Dễ cưng. Mình có vẻ là nó khá giống gì ta? Nãy con gì mình nói quên rồi. Con gì ở ngoài tự nhiên quên rồi. Không, con gì? Con Linh Cẩu. Linh Cẩu. Khá giống con Linh Cẩu ha bạn ha. Nhỏ con hơn xíu mà khá giống, ngầu y chang vậy á. Cái dáng anh cũng khỏe nữa. Mình chăm sóc những cái bạn này có điều gì cần lưu ý không anh? Ví dụ như nó sống ở trên cái kia, chắc là trên vùng đồi núi của người đồng bào đúng không? Dạ. Chắc nó sẽ cần vận động nhiều hơn. Đúng, với cái dòng chó này thì nó cũng rất là cần vận động. Dạ. Rồi cái phạm vi hoạt động của nó cũng sẽ rộng hơn. Dạ. Nó cũng là cái con chó mà bảo vệ lãnh thổ rất là tốt. Dạ. Nên là nó khi mà nó coi nhà thì rất là ấn tượng. Dạ. Và nó cũng trung thành với chủ đó. Dạ. Dạ đúng rồi, có những cái con là nó chỉ thờ có một chủ đó thôi. Dạ. Nó như cái bạn cọp này thì em cũng mới bắt về trại này. Bản dạ. thân của anh ta bây giờ nhìn thì anh cũng happy vậy đó, nhưng dạ. mà vẫn rất là nhớ chủ. À. Để mà ví dụ bây giờ như chủ cũ người ta dắt người ta đi chơi này kia là bình thường rồi, nhưng mà như hiện tại là em vẫn chưa thể dắt hắn được. À. Mặc dù là mình bây giờ mình có thể vuốt ve sờ đầu này kia, nhưng mà đến khi mà chồng cái xích vô cổ là phản ứng chưa quen.
Chưa quen. Mặt thông minh ghê. Nên là cái giống như khi mà thuần hóa cái dòng này là nó cũng đòi hỏi một thời gian. Yeah. Cái thứ hai là cũng phải thể hiện, giống như mình phải thể hiện cái sự mà yêu thương nó thật tình á, thì thuần hóa nó mới dễ được. Yeah. Chứ còn không là cũng rất là lâu. Dòng chó này của mình thì được coi như là quốc tế công nhận bao nhiêu lâu rồi anh? Công nhận là quốc tế. Thực ra thì hiện tại thì ở Việt Nam mình chưa được cái dòng chó nào là được hiệp hội chó giống quốc tế người ta công nhận là giống chó quốc tế hết. À chưa à? Chỉ có hiệp hội chó giống Việt Nam mình công nhận thôi. À. Còn thì trên cái phương diện mà của những cái lãnh đạo mà làm của hiệp hội chó giống Việt Nam ấy, dạ, người ta cũng đang trên từng bước người ta xây dựng để làm sao đưa cái con chó Việt Nam mình vào cái giống chó quốc tế. Dạ. Thì cái này chắc cần thời gian. Sang năm 2023 này ấy, thì hiệp hội chó giống Việt Nam ấy, sẽ được gia nhập là thành viên chính thức, dạ, của hiệp hội chó giống thế giới là, ồ, hiệp hội chó FCA ấy. Dạ dạ. Hiệp hội FCA là sẽ năm 2023 này sẽ được là thành viên chính thức. Ồ. Còn những cái đợt vừa rồi và hiện tại thì vẫn là thành viên dự bị. À. Đó, thì để mà một giống chó quốc gia khác á, giống chó mà của một quốc gia mà được FCA công nhận á, dạ, thì phải có những cái mẫu gọi là test phân tích gen ấy. ADN đó. Dạ, yeah, thì nó không được giống với những cái giống chó khác của những cái nước khác. À, dạ thì rồi, lúc đấy mới được công nhận là giống chó của nước bản địa. À, riêng biệt, dạ, à, riêng biệt rồi, hoàn đó, toàn và của bản địa đó. Dạ, đúng rồi. Nó không bị trùng gen với những cái giống chó khác mới được. Thì mình chắc mình cũng đang lấy những cái mẫu ADN này để mình gửi lên những cái tổ chức quốc tế để người ta đó. Thì bởi trên tinh thần mà cũng là cái người mà Việt Nam, yeah, mình cũng có cái phần mà tự hào về, yeah, gọi là cái lòng tự hào dân tộc á, thì em cũng đang có cái mong muốn là phát triển là cái dòng chó này nuôi làm sao để sau này thì nó có thể là trở thành một cái giống chó mà được hiệp hội chó giống thế giới người ta công nhận là giống chó quốc gia của Việt Nam, yeah, đó, thì lúc đó thì mình có thể mình giới thiệu rộng rãi với cộng đồng thế giới. Yeah. Tại vì dòng chó của mình thì nó có nhiều cái tính cách nó rất là tốt. Yeah. Không hay chứ em cũng tự hào, đẹp á, ấn tượng á. Các bạn thì cái giống chó mà nói chung là giống như mình đã từng chia sẻ, Việt Nam mình từ từ phát triển lên cũng sẽ gia nhập vô những cái tổ chức quốc tế trong tất cả các lĩnh vực luôn, trong nhiều lĩnh vực luôn, thì pet cũng là một cái lĩnh vực lớn trong đó ha. Thì ở đây cụ thể là những cái bạn chó này. Đó thì trong tương lai giống như anh Trúc vừa chia sẻ, Việt Nam đã vừa trong năm 2023 là sẽ được là thành viên chính thức. Đó thì lúc đó sẽ có nhiều cái cơ hội mở ra hơn để giới thiệu những cái dòng chó quốc khuyển của mình đối với những bạn bè quốc tế. Thì trước nay cái dòng chó mà quen thuộc thì dòng chó Phú Quốc thì chắc là nhiều người biết, tại vì nó có cái đặc điểm về xoáy. Còn cái dòng chó cọc Hờ Mông này chắc là ít người biết hết tới nó, nhưng mà mình thật sự là ấn tượng với nó luôn các bạn. Không nghĩ là Việt Nam có dòng chó nó đẹp và nó ấn tượng như vậy á. Nè. Rất là ấn tượng luôn. Vô nè, xích thố nè. Đây. Vô nè, vô nè. Còn sợ, vô. Còn hơi sợ ha, còn vô hơi nè. Sợ. Còn hơi chưa tự tin lắm. Hôm à. Nay là đỡ hơn nữa. Ngoan con. Ngoan. Ngoan nha. Bản thân mình rất là tự hào luôn các bạn, rất tự hào khi là đây là một chồng chó của Việt Nam, rất là đẹp, đẹp từ ngoại hình. Ấn tượng như vậy luôn á. Chức năng của nó cũng giỏi ha, chức năng của nó giữ nhà làm việc luôn, rất là tốt luôn. Cái này ở trên người Hơ Mông người ta có dùng nó để cho cái công việc gì không ta, phục vụ công việc hàng ngày không hay là giữ nhà thôi? Dùng giống như trước đó thì người ta dùng đi săn bắt, săn bắt rừng. À đó, thì sẽ dẫn theo mấy đồng chí này thì săn bắt rất là giỏi. Yeah. Cái thứ hai là người ta để giữ nhà. Yeah. Giống ví dụ như người ta đi lên nương lên rẫy hàng tuần người ta mới về thì, yeah, thì những đứa này sẽ được giống như xích ở trong nhà và, yeah, giống như cũng sẽ chuẩn bị cho một ít đồ ăn ở kia đó. Thì trong cái thời gian mà đồng bào lên rẫy này kia thì sẽ ở nhà trông coi nhà cửa cho người dân. Yeah.
Hay quá, nhưng mà mấy anh này chắc bản năng sinh tồn rất là tốt luôn. Dạ. Bản năng sinh tồn trong tự nhiên là có thể tự kiếm ăn. Khả năng thích ứng với điều kiện khắc nghiệt rất là cao. Dạ. Ví dụ như ở trên vùng núi Hà Giang chẳng hạn, dạ, thì có những cái gọi là vùng núi cao, rét, ở thời gian có những mùa hè cũng nóng nực chẳng hạn, thì dạ, nó đều thích nghi được hết. Dạ. Cái khả năng mà thích ứng với môi trường nó cũng rất là rộng. Mình bảo đảm với mọi người, nếu mà bạn nhìn các bạn xích thố này nè, cụ thể là chó cọc Khơ Mông và cụ thể là xích thố này ở ngoài, là bạn sẽ cảm thấy là ấn tượng liền luôn, không thể rời mắt luôn. Phân bố vện như một con cọp, dáng đi thì rất là mạnh khỏe, thông dong ha. Cái dàn chân là rất là khỏe mạnh và linh động. Anh này chắc chạy nhanh dữ lắm. Lành. Quá trình mình chăm sóc có cần lưu ý gì không anh? Cái dòng chó này, ví dụ như ở trên Hà Giang thì ở trên vùng cao, về vùng mình thì nó có gặp những cái khó khăn giống như ngày xưa Phú Quốc người ta nói nuôi ngoài biển, xong về đây hay bị vấn đề về thì, chân cẳng đồ này nọ, đường ruột thì như bây giờ thì cái dòng này á, bản thân của nó cái khả năng thích nghi với môi trường nó rất là rộng, nên là về nuôi dưỡng này kia chăm sóc nó cũng rất là khỏe. Nó giống như dòng chó ta mình nuôi như thế nào thì dòng này nó cũng nuôi như vậy. Còn nếu mà tùy theo cái mục đích sử dụng con chó của mình để làm gì, ví dụ như nuôi để coi nhà hay là gì thì chăm sóc cũng rất là bình thường. Nhưng mà nuôi dưỡng mà để mà cho các bé mà đi dog show tham gia những cái cuộc thi chó đẹp, chó giống Việt Nam chẳng hạn, thì mình lại phải có chế độ chăm sóc tập luyện riêng, cho nó ăn tập hàng ngày, rồi bổ sung dinh dưỡng tùy theo cái giai đoạn phát triển của nó, để làm sao một con chó nó phát triển để nó được gọi là tốt nhất. Như những bạn này em thấy thông minh thì thông minh đó, nhưng mà khi mình huấn luyện bé nó hợp tác không anh? Thái độ là hợp tác không? Mấy cái bạn này thì nếu mà so với bạn Akita Nhật Bản ấy thì bạn dễ nghe lời hơn. Dễ nghe lời hơn. Akita thì có một cái gọi là lì hơn một tí xíu. Nhưng mà còn mấy cái bạn này thì dễ nghe lời hơn. Nhưng mà nó có một cái gọi là cái bản năng của nó là giống như gọi là cái sự mà thân thiện với cái người ngoài á, nó sẽ ít hơn. Chỉ là thân thiện với chủ thôi, với gia đình là kia. Thì thật ra đó cũng là một cái tính gọi là tính đặc trưng của chó. Đặc trưng của chó là trung thành. Chứ gặp ai cũng thân thiện hết là khỏi giữ nhà, gặp ai cũng quẩy đuôi là thua luôn. Cưng quá. Ở dưới nhà em nuôi cũng nhiều chó lắm, nhưng mà nó đợt đó nuôi một đợt xong rồi nay chắc cũng con nào cũng 10, 11, 12 tuổi hết rồi, già. Chắc lần tới em sẽ lên anh Trúc và nhờ anh Trúc chia lại những cái con chó con về nuôi một đàn luôn. Gầy lại cái đàn đó, chứ tụi nó kiểu kia nó già hết rồi. Cưng quá. Mấy cái bạn này thì nuôi dưới nhà rồi bảo vệ thì cũng rất là tốt. Như mấy bạn này một lần đẻ thì con mẹ nó sẽ được bao nhiêu con anh? Thì như giống này thì thường nó cũng đẻ cũng không được, không gọi là không nhiều. Không sai lắm Quốc. Dạ đúng rồi. Nó thường ví dụ như 3-4 con. Bự vậy mà có 3-4 con thôi. Còn thì tùy theo cái bé cái, cũng có những bé thì nó đẻ 5 hoặc 7. Nhưng mà chủ yếu là khoảng 3-4 hoặc 5 thôi. Nó khoảng đó thôi. Và con cái này cũng là sinh sản phối giống tự nhiên, và con mẹ cũng sinh sản tự nhiên và chăm con rất là tốt con luôn. Con mẹ chăm con rất là khéo. Tốt. Đẻ thì tự đẻ tự chăm con luôn. Tự xé bọc nhau luôn. Quá thường giỏi. Thường thì nếu mà người chủ mà có kỹ có canh ấy, thì canh thôi, chứ còn mà bản năng của mấy của giống này là tự đẻ tự sinh. Tự chăm con. Anh Trúc ở đây anh mê nuôi chó vậy, chắc những cái vấn đề mà liên quan từ mặt sức khỏe hoặc là cách dùng thuốc, những cái cơ bản này nọ chắc anh cũng nắm hết ha. Hay là mình thì, có liên kết với phòng thú y nào đó? Thì thú y á, thì em cũng có phải, thực ra khi mình đã làm trại làm nuôi số lượng lớn rồi á, thì có nhiều vấn đề phát sinh thì mình cũng không thể nào mà mình lường hết được. Dạ đúng rồi. Nên là có những cái vấn đề mà giống như gọi là cấp cứu hay gì ấy, thì mình vẫn phải nhờ đến anh em phòng khám hoặc là những bệnh viện về thú y. Còn ví dụ như về những cái vấn đề cơ bản, trích thuốc, trích vaccine, rồi
chế độ dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng thì tự mình tìm hiểu. Dạ, thì em cũng nuôi một thời gian rồi cũng đi học hỏi thêm những anh em, rồi được chia sẻ từ các bác trại chủ ở bên Nhật chẳng hạn, rồi những anh có kinh nghiệm lớn ở Việt Nam, thì mọi người đều chia sẻ hết. Quá hay. Hồi nãy anh Trúc nói là anh xây cái trại này được mấy tháng ta, từ tháng 8 hả ta? Dạ, trại em bắt đầu xây dựng là từ tháng 8. Dạ, bắt đầu tháng 10 là đưa vào vận hành. Thì thực ra thì trong mới vận hành được vài tháng, và có thể là trong thời gian tới thì vận hành rồi cũng có một số cái nếu mà nó chưa phù hợp thì cũng phải điều chỉnh sửa, chứ, dạ, nâng cấp. Nhưng mà về cơ bản thì em thấy nó cũng đang vận hành được. Nhưng mà cái đam mê của mình được thắp lên bao nhiêu năm rồi ta, và cái cơ duyên nào mà mình có cái đam mê này? Cái động lực mà lớn nhất khi mà em phát triển cái dòng này là từ năm 2017. Khi mà em qua lần đầu tiên, em được qua Nhật là cái lần đầu tiên đấy qua, thì lúc đấy bắt đầu cái nội lực của mình nó nhiều hơn, giống như lúc đấy đam mê rồi cái lòng nhiệt huyết rồi, dạ, nó nâng lên. Nhưng mà về để mà thực ra mà khi mà để mà làm được một cái trại mà nó quy mô hoặc nó chuẩn chỉnh ấy thì nó còn nhiều yếu tố lắm. Đúng rồi, cơ duyên này, rồi nguồn tài chính này, yeah. Đó, rồi cái thời điểm đó. Yeah. Thì khi mà cái năm 2021 này thì em quyết định em nghỉ việc ở công ty Nhật Bản. Em chuyển về em chăn nuôi. Thì thực ra khi đó mình cũng có, thứ nhất là mình cũng tích lũy đủ một số kinh nghiệm để mình tự tin mình phát triển cái ngành chăn nuôi này lên. Ví dụ như cái ngành nghề phát triển nuôi chó kiểng này chẳng hạn. Đó, thì lúc đấy bắt đầu mới đủ tự tin để mình làm. Với mình đi qua cái trại Nhật, mình thấy cái mô hình của người ta thì mình tự tin hơn. Coi như đi một ngày làng, ngày đàn học một sàn khôn ăn. Nhưng mà mình thích thì mình lộ chuyện, nhưng mà để mà build nó lên từ con số 0 thì mình cũng không biết như thế nào. Mình đi và mình ok, mình học hỏi, mình biết ta làm vậy, về mình tự tin hơn. Kết hợp với những cái chia sẻ của những người đi trước đó, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì thứ nhất là mình đam mê, thì trước đó thì em cũng nhập từ châu Âu về. Một thời gian đầu là em mới nuôi thì em nhập cũng qua một số anh em để nhập chó từ châu Âu về. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu qua 2017 em qua Nhật ấy, thì bắt đầu nói chuyện về cái đam mê, cái sở thích của mình ấy. Đấy là sở thích, đam mê của mình, thì có nhiều người là bắt đầu người ta ủng hộ. Anh chị em hoặc là bên đó người ta cũng ủng hộ giúp đỡ cho nữa, thì bắt đầu lúc đấy thì em mới chuyển qua em làm. Nhưng mà mình có điều kiện thì mình phải làm sao cho nó khoa học bài bản hơn. Hoặc là nó ấy thì mọi người ta sẽ nỗ lực, người ta giúp cho mình nhiều hơn nữa. Các bạn thấy là những cái chạy mà chất lượng á, thường thường đi lên từ cái đam mê không à. Từ cái yêu thích, đam mê muốn phát triển ra này nọ. Cho nên là những cái quyết định của họ khi mà làm hoặc là xây dựng cái gì đó, cái quy trình này nọ thì nó rất là bài bản, rất là chỉnh chu ha. Tại vì tất cả nó đều dành cho mục đích là giúp cho những cái bạn bét á, bạn cuốn đó này nọ là phát triển tốt nhất có thể. Chứ không phải là làm đại, làm đùa, nuôi cho sống sao cũng được. Thì cái đó là một cái hệ khác à. Còn hệ này hệ đam mê. Quá đã luôn. Anh là làm công ty Nhật đồ, qua bên Nhật nhiều, chắc là cũng nói được tiếng Nhật đồ ok luôn anh. Rất là thuận tiện. Cũng được giao tiếp được vài câu bằng tiếng Nhật. Quá đã rồi. Một bé baby này để đón bé về thì nó chi phí nó tầm khoảng bao nhiêu anh Trúc? Thì do cái dòng chó của Việt Nam mình á, nó thực sự là nó chưa được thuần chủng. Dạ. Thì nó cũng có nhiều cái yếu tố để quyết định ra một giá thành của một bé. Đó, thì giống như những cái bé mà gọi là trung bình thì giá nó cũng khoảng vài triệu tới chục triệu. Nhưng mà những cái bé mà nó giống như gọi là xuất sắc chẳng hạn, đẹp hơn đó, thì nó giá có hàng chục triệu trở lên. Hàng chục tới hàng vài chục triệu. Nhưng mà xứng đáng chứ. Chó vì này nó rất là khó để mà mình
nhân giống ra được một con chó nó gọi là đẹp, chuẩn theo cái tiêu chuẩn của giống chó nữa. Là rất là khó. Nhưng mà theo anh mấy cái dòng này giờ nó còn hàng thuần chủng không ta? Còn cái dòng không, thuần chủng không? Thực ra là bây giờ là mọi người đang nhân giống để cho nó về thuần chủng đó. Dạ. Chứ còn tại vì do là cái giống chó này của đồng bào. Dạ. Thì người ta nuôi mục đích của người ta cũng là giữ nhà hoặc là đi săn bắt thôi. Dạ. Thế là cái khi mà người ta phối thì người ta không có chọn lọc. Dạ. Người ta để phối tự nhiên. Dạ. Đó thì nhiều khi những cái bạn cọc chẳng hạn thì bạn ra bạn phối với những cái bạn chó ta. Dạ. Chó giống chó khác. Dạ. Đó, thì đó cũng là một cái vấn đề mà dạ, anh em người chơi lai tạo những nhà sưu tầm là cũng phải gọi là dạ, tốn nhiều công sức để mà sưu tầm lại những cái bé mà nó thuần chủng. Chứ còn nếu mà ví dụ như thuần chủng rồi thì Việt Nam mình đã gọi là Hiệp hội Chó giống Việt Nam mình đã đề xuất lên Hiệp hội Chó giống Thế giới là công nhận cái giống chó là giống chó quốc gia rồi. Dạ. Nên là bây giờ thực ra là phải xây dựng. Thế gì vậy? Và đòi hỏi rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là phải là gọi là sự mà đóng góp của cả cộng đồng thì mới xây dựng được. Chứ bản thân ví dụ như chỉ một trại như em chẳng hạn thì cũng không thể nào mà đưa cái con chó của Việt Nam trở thành cái con chó của quốc tế đúng được. Dạ, đòi hỏi chung tay của tất cả cộng đồng. Một bàn tay không bao giờ vỗ kêu được đúng không? Dạ. Rất là dễ thương luôn. Liếm miếng. Ẩu rồi đó. No. Cũng bản năng giữ nhà vẫn còn á. Yeah. Quá dữ luôn. Ok các bạn, giới thiệu với các bạn đây là một dòng chó quốc khuyển của Việt Nam ha, một trong bốn dòng chó quốc khuyển của Việt Nam mình, đó là chó Hờ Mông Cọc. Cọc đây tức là cái đuôi nó cụt á. Ok các bạn. Nó rất là đẹp, rất là ấn tượng luôn. Chắc chắn là mình sẽ sắm một vài bé về để cho nó lòng vòng ở Nam Ngô Farm, nó giữ nhà thôi. Cho đi ra đây chơi luôn hả? Không anh. Rồi bây giờ nó mệt rồi. Qua bên kia còn màu lông khác nữa. À còn màu lông khác nữa. Ok anh Trúc sẽ dẫn mình đi xem những cái màu lông khác. À, có những cái bạn baby mới vừa đẻ luôn. Chó mới đẻ nó sẽ hơi dữ ha. Cho nên là đứng ngoài dòm vô thôi. À đây. Ôi quá trời luôn. Đây. Ví dụ như hai bạn này đây màu bây giờ hai đứa này thì nó dễ chịu hơn. Đây là đỏ anh. Dạ, cái màu này là màu nâu đỏ. À. Nhưng mà màu đỏ này cũng đẹp quá chứ. Dạ. Đỏ này cũng đẹp quá chứ. Bạn này tên là Moon, không bạn này thì không cắn. Bạn này thì hiền. Bạn này thì thân thiện, bạn này thì nuôi từ bé ở nhà rồi. Nên là được huấn luyện để tham gia dog show ấy. Nhưng mà cái đợt vừa rồi bạn đi chứng nhận giống thì bạn cũng không đạt do cái con mắt của bạn là sáng quá hả? Dạ, vượt nằm trong cái 4B cộng. À. Mắt sáng. Khó ha, đầy đủ tiêu chuẩn, có tiêu chuẩn cả cái mắt nữa. Dạ. Bạn này là bạn cái màu đen. Bạn này tên là Bắp. Đẹp. Bắp hả? Dạ. À, bắp gặp ngô nè. Hoàng. Như mấy bạn này là mấy tháng tuổi anh? Như bạn kia thì 7 tháng. 7 tháng. Bạn này là 5 tháng nè. Hai bạn này là cùng một đàn. Dạ. 5 tháng. À. Đang là mầm non của trại đó. Mầm non tương lai á. Yeah. Còn bạn này là sinh sản chưa? Bạn này 2 tuổi rồi nhưng mà hai chưa tuổi. Sinh sản. À 2 tuổi rồi. Mới chưa. Đầu quân về trại. À mới đầu quân thôi. Bạn này lưỡi đen. Đấy, lưỡi đen gần hết. Như cái này gọi là cọc tiệt hay là cọc thỏ anh? Đấy cọc này, cọc thỏ này anh nè. À cọc đó. Thỏ. Yeah. Đó là lú ra chứ. Kiểu lông như kiểu cái cọc như này hoặc dài hơn một chút xíu nữa thì cái đuôi này được gọi là đuôi đẹp trong cái làng cọc á. Còn đuôi tịt như cái bạn Moon kia thì cũng được nhưng mà đứng sau bạn đuôi thỏ. Hồi nãy mình chưa gặp gặp cọc
thỏ thì mình nghĩ là cọc tiệt nó đẹp, nhưng mà giờ mình gặp cọc thỏ thì mình thấy cọc thỏ đẹp hơn các bạn. Nó có giống như nó có điểm nhấn hơn. Còn kia nó tuột luôn, nó xuống luôn, còn này nó hơi có điểm nhấn nhẹ lên cái rất là đẹp. Màu lông đen tiền luôn cũng đẹp ha. Đẹp quá. Quá phơi. Còn cái cơ duyên nào anh biết đến cái dòng chó hờ mông cọc này anh? Thì khi mà thì trước đó thì em cũng mê nuôi chó, thì lúc đó bắt đầu mới tìm hiểu. Yeah. Tìm hiểu về cái dòng chó quốc huyền của Việt Nam nó như thế nào, tại vì yeah. lúc mà mình biết về quốc huyền Nhật Bản ấy, yeah. thì mới tò mò là quốc huyền Việt Nam yeah. là dòng gì. Đó, thì khi đó thì bắt đầu mới biết tới là có bốn gọi là tứ đại quốc huyền. À, tứ đại quốc huyền. Khá trong, hoành tráng. Trong đó có cái dòng chó hơ mông cọc này. Tội nghiệp không? Mắt tay vậy mà bị chê. Mắt hơi xanh xíu. Hơi xanh, mắt tay vậy mà không có vô tiêu chuẩn. Này cái gì đó, chó giống khỉ Việt Nam là phải mắt đen da vàng đó, tiêu chuẩn. Còn này mắt tay quá, mắt xanh dương. Mắt vàng, mắt đấy chứ mắt xanh là xanh xanh là không được. Cái đốm trên cái lưỡi con chó nó có là một cái ý nghĩa gì không anh, hay là nó tùy con thôi? Thì ngày xưa thì giống như quan điểm của các cha ông thì giống như chó mà đốm lưỡi thì nó sẽ thông minh, nó khôn hơn. Dạ. Dễ thương ghê. Ví dụ như anh thả anh đây mà mỗi lần anh thả ra Akita rồi mấy bạn cọc này ra rồi Shiba, nó có hòa thuận với nhau mà cũng tùy con à? Tùy theo bé. Ví dụ như nhỉ, thì ví dụ như thường á, đực với cái với nhau á, thì nó sẽ không cắn lộn với nhau. Dạ. Nhưng mà ví dụ như các đực với đực chẳng hạn, mà trong cái độ tuổi mà bắt đầu nó có thể nó vào cái giai đoạn sinh sản được á. Dạ. Đầu tâm sinh lý nó thay đổi không? Khó chịu. Lúc đấy, cái bản nó sẽ thể hiện là gọi là thủ lĩnh á, đầu đàn á. Giống như nó lúc đấy thì nó sẽ cắn lộn nhau. Dạ. Thể hiện cái bản năng nhau để thể hiện cái bản lĩnh. Quá ok luôn. Anh nằm mấy tướng à. Anh này nằm trước cửa nhà ai dám vô, nhìn mặt này ai dám vô. Quá đẹp luôn. Đây cũng là một cái màu chuẩn ở trên đó không ta? Dạ đúng rồi. Màu này là màu chuẩn của dòng này luôn. À. Nó có màu nâu đỏ. Đỏ đẹp quá trời luôn, cái màu thuộc dạng màu lạ. Bên chỗ trại em thì nó chưa có màu vàng. À. Chứ còn giống hơn một cọc nó có màu vàng nữa. Màu vàng á. Dạ. Buồn. Thôi. Ok các bạn. Rồi. Vừa rồi mình giới thiệu với các bạn đây là dòng chó hờ mông cọc, hai một trong bốn tứ đại quốc huyển của dòng chó Việt Nam. Các bạn này đang được nuôi chăm sóc rất là tốt ở trại chó quốc huyển Việt Nhật của anh Trúc đây. Ha, thì nãy giờ cả buổi sáng giờ cảm ơn anh Trúc đã dành chút thời gian chia sẻ với em cùng với lại mọi người xem kênh về những cái dòng chó đẹp dễ thương mà trại mình đang sinh sản lai tạo ra và cung cấp cho nhiều người đam mê. Ha, mọi người mà muốn gọi là trải nghiệm với những dòng chó này, muốn tìm hiểu những cái thông tin cũng như là muốn đón các bé về nhà để chăm sóc thì có thể kết nối với lại anh Trúc đây. Thì anh Trúc đã có giới thiệu những cái thông tin về mình rồi, nhưng mà nếu ai không biết thì có thể comment, mình sẽ cung cấp số điện thoại cho các bạn ha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe ha. Bye bye. Thank you anh, dễ thương quá. Yeah.